chiếc xe vận chuyển này đã mất kiểm soát tại sân bay Chicago sau khi một thùng nước đã rơi xuống chân ga. Không một ai biết nên làm gì để có thể dừng nó lại, và nó đang tiến gần hơn đến chiếc máy bay. Đột nhiên một nhân viên gần đó đã lao tới và tông thẳng vào nó khiến nó lộn nhào. Đây là cách mà anh ấy đã làm để tiết kiệm hàng triệu đô la thiệt hại.